các bác nha, bây giờ là 7 giờ 37 phút 14 tháng 10. Chúng tôi đang chuẩn bị bốc xếp một chiếc sập thờ cũ mít. Một chiếc sập thờ cũ mít, một chiếc kệ tivi và một chiếc giường hoàng đế cho khách hàng ở Hà Nội và Bắc Ninh. Đây giường hoàng đế và kệ tivi này. Đây là chiếc sập thờ cũ mít. Tôi sẽ quay qua thì các bác xem được. Hoàn toàn là gỗ mít ta nhé, không có rác nhé, rất là đẹp. Chân này là chân đục nghê, chân chạm nghê, dạ đục tứ linh, tứ linh lạch, dạ đục tứ linh lạch. Như là đây là long, một bên long, kia là ly, đây là quy này, à, phượng, ở giữa là đầu của phù, đục như là long, ly, này, quy và phượng, đục tứ linh. Bên trên thì đục hai con rồng trầu mặt nguyệt, rồng trầu mặt nguyệt, rất là đẹp. À, đây là chiếc kệ tivi gỗ vụ, kệ tivi gỗ vụ, kệ đây là kệ tivi cân cao, cân hai bên cao. Nguyên 100% mà gỗ vụ. Này là chiếc giường hoàng đế gỗ dê gừng. Các bác có nhu cầu đặt hàng thì là liên hệ số điện thoại này nhé, 0987 510 806, và xem thêm các sản phẩm tại website đồ gỗ thùng 8.com. Bây giờ chúng tôi là chuẩn bị